Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái câu lệnh đó là reply. Đây là một trong những cái câu lệnh mà nó có thể thay thế cái dữ liệu mà các bạn muốn chuyển sang một cái số khác ha, hoặc là một cái dạng dữ liệu mà các bạn muốn chuyển sang một cái dạng dữ liệu khác. Ví dụ như là đang ở dạng là scale mà các bạn muốn chuyển sang là dạng ordinal hoặc là nominal. Đấy. Rồi thì đây là cái bộ dữ liệu mà mình đang có nè, mình sẽ đưa nó vào trong phần mềm Stata thông qua câu lệnh là edit chẳng hạn. Ở đây ví dụ như là mình sẽ có cái biến là ltn, các bạn thấy không nào, nó sẽ có là những cái giá trị ví dụ như là 5 feet máy, 6 feet máy, 2 feet máy, 4 feet máy, 3 feet máy, 7 feet máy, vân vân. Thì ở đây mình muốn những cái giá trị mà nó dưới 5 thì nó sẽ thay thế bằng 0. Các bạn hình dung mà đấy, thì mình sẽ sử dụng cái lệnh reply ha, đó là reply của cái biến ltn đúng nè, nó sẽ bằng không cách ra nếu mở ngoặc ra cái biến ltn đó bé hơn 5. Thì đây là cái cấu trúc câu lệnh của nó. Chúng ta sử dụng là reply, ltn là cái biến mà chúng ta muốn thay thế một số cái giá trị, và những cái giá trị đó là thay thế bằng giá trị không, và nếu như mà cái giá trị của cái biến ltn đó nó bé hơn 5. Enter. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái dữ liệu này để mình xem lại, thì các bạn thấy là nó xuất hiện những con số 0, thấy không ạ? Đây là những cái con số mà nó bé hơn 5 đấy, thì bây giờ nó sẽ thay thế bằng giá trị 0, được không nào? Ngoài ra mình có thể sử dụng cái giá trị của cái biến từ scale, cụ thể là ratio scale, sang dạng đó là nominal hoặc là ordinal ha. Mà ví dụ như đây là mình chuyển sang là ordinal đi, đúng nè. Ví dụ như ở đây là LHC, bây giờ mình có cái biến LHC này là đi từ 2 đến 6 đến 68, đúng không? Đấy, LHC ha. Như vậy bây giờ cái biến LHC này bây giờ mình sẽ chuyển nó sang dạng là ordinal với ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất đó là bé hơn 3, cấp độ thứ hai là từ 3 đến 5, và cấp độ thứ ba đó là trên 5. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng nhiều câu lệnh. Câu lệnh đầu tiên đó là mình phải tạo ra một cái biến để mã hóa ở dưới dạng là nominal, xin lỗi, đó là mã hóa dưới dạng ordinal, thông qua cái khẩu lệnh đó là generate. Ví dụ một cái biến mới là biến ABC đi, đúng không? Biến ABC, được không nào? Bằng chấm. Đấy, được không nào? Rồi tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng cái công thức là reply. Chúng ta reply những cái giá trị của cái biến nào? Biến ABC, được không nào? Nó sẽ bằng 1 cách ra nếu như cái biến LHC, đúng không? LHC bé hơn 3. Đấy, được không nào? Đó, enter. Đấy, rồi tiếp tục là reply biến ABC luôn, nó sẽ bằng 2, được không nào? Nếu gì ạ? Nếu như cái biến LHC này nó lớn hơn 3 và mở ngoặc ra cái biến LHC này nó bé hơn 5, đợi không nào, bé hoặc bằng 5 luôn đi. Đấy, rồi cuối cùng đó là reply của cái biến ABC nó sẽ bằng 3 nếu như cái biến LHC lớn hơn 5. Đấy, các bạn thấy được không nào? Rồi bây giờ các bạn vô trong cái dữ liệu các bạn coi lại này. Đây, các bạn thấy có biến ABC mới tạo ra. Đấy, 123, 123, vâng vâng ha. Thì đây là cái hàm câu lệnh về reply mình muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn có thể tham khảo về những cái ví dụ mà mình đang làm ở đây để các bạn có thể ứng dụng trong cái bộ dữ liệu của các bạn nhé. Và hy vọng cái hàm reply này nó sẽ hữu ích đối với cái dữ liệu của các bạn. Và các bạn đừng quên hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ video này nếu như các bạn cảm thấy hữu ích. Và trước khi kết thúc video thì các bạn cũng đừng quên mã hóa cho cái biến ABC này.
Đúng nè, việc mã hóa của cái biến ABC này thì mình nhân tiện giới thiệu với các bạn luôn này, là các bạn vô data, các bạn vô variable manager, các bạn chọn cái biến ABC mới tạo ra, các bạn chọn mục đó là value label, bên này nó có chữ manage, rồi bấm vào đây bấm career label ha. Thì đây là cái biến ABC mã hóa. Mã hóa để là để khai báo đấy, thì ví dụ như là một là gì, bán ba s, hai từ ba đến năm, đúng không, bấm s, và ba là trên năm, bấm s, ok, bấm close. Rồi ra bên này là ngay chỗ bay muốn nút manage hồi nãy, đã bấm xuống ở đây chọn cái abcmh ở đây, bấm apply ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bấm tắt đi, close, được không nào? Đấy. Rồi bây giờ nếu như các bạn muốn cho thấy được rằng là có bao nhiêu trường hợp là dưới 3, từ 3 đến 5 và trên 5, thì các bạn sử dụng cái hàm thống kê đó là tab, đưa cái biến ABC vào, enter. Thì các bạn thấy nó có những cái có bằng chữ này, đó, ví dụ như là dưới 3 này là 11, chiếm tỷ lệ là 1,16, trong tổng thể là 948 mẫu. Từ 3 đến 5 là 546, chiếm tỷ lệ là 57,59 phần trăm, trong tổng thể là 948 mẫu, đúng không nào? Đấy, và trên 5 đó là 391, chiếm tỷ lệ 41,24% trong tổng thể 948 mẫu. Thì đây là cái này mình hướng dẫn thêm ngoài cái là reply, bởi vì video này chỉ tập trung vào cái reply thôi, nhưng mà đây là đang giới thiệu với các bạn là từ cái ratio scale chuyển qua cái ordinal scale thì nó sẽ có ba cái đáp án là 1, 2, 3, thì chúng ta nên mã hóa nó để chúng ta thực hiện những thống kê thì nó ra ở đây. Còn nếu như các bạn không làm mã hóa, các bạn thống kê thì chỗ này nó ra số 1, số 2, số 3, thì khi mà chúng ta viết báo cáo, chúng ta gửi cái báo cáo thì chúng ta sẽ không biết rằng là cái số 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì. Còn ở đây khi mà các bạn mã hóa thì người ta đọc báo cáo, người ta biết 1 tức là bán 3 này ha, và tiếp theo là từ 3 đến 5 và tiếp theo là trên 5 ha. Đấy, thì đó là những cái mà mình cần giới thiệu với các bạn trong video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên hãy subscribe đăng ký kênh của mình, like video, chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn.